rồi. Rồi lâm lại. Nhiều. Thật ra Khanh thấy mình rất là có duyên với những tác phẩm chuyển thể từ cải lương, và đặc biệt là rất có duyên với những vai khùng. Dạ, nói giỡn ha, vai hơi không bình thường một tí. Tại vì nói khùng cho nó vui, tại vì lúc đầu mà nhận vai này anh Thiện với Khanh cũng thật sự rất là lo. Trong cái khoảng thời gian mà bắt đầu quay phim này, trước đó Khanh đã có 3 phim đã quay và đã chiếu cũng cái kiểu này luôn. Đấy thì mình sợ là nó sẽ bị một màn. Nhưng mà khi mà anh Thiện nói chuyện về tâm lý của nhân vật cậu Hai Lương cho mình hiểu và muốn khắc họa theo cái hướng đó để cho các vai khờ trước đây nó không bị trùng, thì Khanh cũng tiếp thu và cảm thấy đó là một cái quyết định sáng suốt để cho nhân vật mình nó không bị nhàm chán. Tại vì có nhiều người xem Khanh đóng dạng vai này nhiều quá, cái bắt đầu ra ngoài họ sẽ có nhiều cái thắc mắc. Họ nói là sao trên phim vậy mà ở ngoài nhìn cũng không có bị khùng lắm. Nói giỡn chứ quý vị thôi, thật ra đóng những cái vai này kỷ niệm rất là nhiều. Khanh được sống một cuộc đời không phải là mình. Có thể giống một tí là cái sự hiền lành và được mặc đồ như là cậu Hai cậu chủ ngày xưa, được mặc áo bà ba. Và đặc biệt phim này là lần đầu tiên Khanh được quay ở trên sông nước, và như anh Thiện chia sẻ luôn, đây là quay trong mùa dịch và các thành viên trong đoàn lần lượt bị bệnh. Đến Khanh còn nhớ có một cái ngày mà đang quay thì mọi người xôn xao nhau một cái tin, đó là đạo diễn bắt đầu ho rồi. Bắt đầu mọi người mới không rất là bất an, và mọi người chỉ có một cái lo lắng duy nhất là anh Thiện test chưa. Mà test xong rồi may quá có một vạch thôi. Đấy thì cuối cùng vẫn là về đích an toàn với phim Duyên Kiếp. Thì Khanh cũng xin không muốn chia sẻ nhiều về vai cậu Hai Lương. Mọi người xem thì mọi người cảm thấy là cũng giống giống rồi đó, nhưng mà bảo đảm không có giống một cái gì hết. Cảm ơn mình rất nhiều. Dạ em cảm ơn câu hỏi của chị. Trước hết em xin chào quý anh chị có mặt ở đây ạ. Thật sự là cái chiều cao này như mọi người thấy nó khá là ảnh hưởng rất là nhiều. Khi mà em đóng phim em thật sự rất là buồn, mọi người đều muốn cao nhưng mà bản thân em muốn lùn đi khoảng càng tốt. Tại vì khi mà đóng chung với lại một bạn diễn nào á, thật sự rất là khó khăn. Nếu mà tìm được một bạn diễn nam cho em á, thì cũng rất là vất vả cho sản xuất và đạo diễn. Thật ra cái vai này ban đầu không phải là của em đâu ạ, mà duyên đưa tới vào một ngày đẹp trời. Em gặp anh Chu Thiện và với sự nhiệt tình của em thì cuối cùng anh Chu Thiện cũng tin tưởng giao cho em vai Huệ. Vai Huệ thì là một cô gái rất là ngây thơ trong sáng. Mặc dù nghèo thôi nhưng mà cô ấy rất là hồn nhiên, vui tươi. Nhưng mà số phận đẩy đưa khiến cô ấy phải có những cái số phận nghiệt ngã. Yêu một người nhưng mà phải cưới một người khác. Cái số phận của Huệ đó tới cũng rất là gian truân. Và hy vọng là quý anh chị theo dõi bộ phim này sẽ ủng hộ vai Huệ của em. Trong bạn cải lương đó là phải rất là hiền, nhưng mà em nghĩ em Huệ, một con Huệ rất bự trong cái phim Duyên Kiếp này sẽ là một con Huệ rất là khác. Nó cũng sẽ một con Huệ cao kiều và mảnh mai. Thì nó cũng sẽ mang lại một cái ấn tượng nhất định nào đó cho cái bộ phim Duyên Kiếp này. Và em rất là may mắn khi mà nhận những cái bộ phim khác nhau và tính cách nhân vật khác nhau, và những bộ phim đó cũng rất là thành công. Và hy vọng cái bộ phim này siêu thành công luôn. Xin được cảm ơn.
Anh chị thân mến, có thể nói rằng là chúng tôi rất vui. Mỹ Nhân và gặp chị Mỹ Duyên. Chị Mỹ Duyên giống như mẹ của em trong Nơi Ngọn Gió Dừng Chân, và lại là tình địch của Dương Mỹ Nhân. Và nói sống với Nơi Ngọn Gió Dừng Chân thì là duyên kiếp với vai là cô Thúy. Thì đối với nhân vật vai Thúy này của em, nó cũng có ba giai đoạn chuyển biến tính cách. Đó là từ một cô gái rất là hồn nhiên, rất là dễ thương và rất là thông minh cá tính nữa, thì do người mẹ của mình, đó là chính là chị Mỹ Duyên, đã đưa đẩy cho cô gái này có một cái chuyển biến về mặt tính cách. Dần dần thì cổ thay đổi tính cách, trở nên nó không được dễ thương như lúc ban đầu nữa. Thì đây cũng là một nhân vật, lúc đầu anh Chu Thiện gọi mời em thì anh cứ nói với em ơi, thật ra cô này cũng không có phản diện đâu. Thì khi mà em đọc kịch bản, em đọc rất là kỹ và em chia ra rất là nhiều giai đoạn để em thể hiện vai này, mong là mang đến cho quý vị một cái cảm giác dễ chịu nhất trong nhân vật của em. Thì là một người mới thì gần đây thì em may mắn được các anh chị đạo diễn tin tưởng mời khá nhiều vai phản diện. Thì trước đây thì em cũng đã thể hiện rất là nhiều vai chính diện rồi, nhưng mà không hiểu sao là bắt đầu từ bộ phim Bánh Mì Ông Màu thì có lẽ là quý vị khán giả ấn tượng về em ở vai phản diện nhiều hơn hay sao đó, mà em cứ được nhận rất là nhiều vai diễn phản diện rồi. Và ở mỗi vai thì nó sẽ có một cái hoàn cảnh, một cái tính cách khác nhau, cho nên là em hoàn toàn không sợ là em bị đập đi đập lại về mặt diễn xuất. Và em cũng may mắn được làm việc chung với rất nhiều các anh chị giỏi, và từ đó thì em nhìn, em học hỏi ở các anh chị từng ngày, và em trau dồi cho kỹ thuật và biểu diễn của em nó nhiều hơn. Và qua đây thì em cũng cảm ơn anh Chu Thiện đã giúp em hoàn thành vai diễn Thúy một cách trọn vẹn. Em xin cảm ơn ạ. Một người bạn gái thông minh và sáng suốt sẽ không bao giờ ghen với tính chất công việc của bạn trai. Còn chuyện tương lai khi nào Khanh có bạn gái thì chính Khanh bây giờ cũng không biết được, thì làm sao trả lời được, đúng không? Bố mẹ anh có giúp gia đình thì may mắn là không có đốc thúc. Tại sao Khanh dùng từ may mắn? May mắn ở đây là giúp cho mình không có bị áp lực. Áp lực là bởi vì mình phải vừa lo giữa sự nghiệp và chuyện gia đình, đó là chuyện tình duyên á, thì mình sẽ áp lực nhiều hơn. Rất may mắn là ba mẹ cũng hiểu, và ba mẹ biết là nên quan trọng cái gì ở thời điểm hiện tại trước. Nhưng mà anh có lên một cái khoảng bao nhiêu tuổi thì kết hôn không? Mọi người nói rằng không nên kết hôn quá trễ, nhưng đã là con trai thì có trễ chút xíu cũng không sao. Khanh nếu không gọi là học tập thì có rất nhiều ngôi sao trên thế giới họ lập gia đình rất muộn, nhưng mà không phải vì thế mà Khanh sẽ bắt chước họ đâu. Nhưng Khanh nghĩ rằng cái gì tới nó sẽ tới, khi mà duyên tới thì biết đâu một ngày mình sẽ cưới. Về âm nhạc thì nó luôn luôn là cái đam mê lớn nhất của Khanh, và lúc nào Khanh cũng muốn song song giữa phim ảnh và âm nhạc, và thêm công việc là người dẫn chương trình nữa. Thì nếu mà chia sẻ về âm nhạc thì cũng muốn bật miếng tí với mọi người, và sắp tới Khanh sẽ ra mắt một cái album. Thường Khanh không thích chia sẻ quá nhiều về những dự án của mình, chia sẻ nói nhiều nó bước không qua. Quan trọng là khi mình có thành phẩm trên tay rồi mình sẽ khoe. Dạ. Còn chắc chắn thì trong thời gian sắp tới mọi người sẽ thấy Khanh hát nhiều hơn, chắc chắn. Nhóm nhóm là sẽ có bắt tay, có cú bắt tay nào, những nghệ sĩ nào. Ngày xưa Khanh hay quan niệm cái chuyện là sẽ phải cố gắng để bắt tay với rất nhiều những nhạc sĩ có tiếng, hay là những cái sự kết hợp đình đám, để nói thẳng một cái luôn là có thể giúp cho tên tuổi của mình dễ tiếp cận với khán giả hơn. Tuy nhiên Khanh nghĩ rằng ở thời điểm hiện tại, tất cả quý vị khán giả họ rất là sáng suốt, khi mà điều họ quan tâm nhất đó là chất lượng. Khanh nói như vậy có nghĩa là Khanh không ngại kết hợp với những nhạc sĩ trẻ và những bạn diễn có tài. Không quan trọng họ có nổi tiếng hay không, quan trọng là họ có tài năng thì chắc chắn sẽ được khán giả đón nhận. Cho nên Khanh sẽ không có chủ trương là sẽ bắt tay với một hit maker nào đó. Có thể là mọi người thấy cái sự kết hợp của Khanh cùng với Nam Em rất là ăn ý. Điều đó dẫn đến
việc mọi người đẩy thuyền, đó là chuyện rất là bình thường. Và đặc biệt chính Khanh khi mà xem lại những cái clip Khanh hát với Nam Em, Khanh cũng bị xao xuyến bởi cái tình cảm của cặp đôi đó. Thì có nhiều ý kiến trái chiều, nếu như họ không thích họ sẽ xem đó là diễn xuất, họ cho đó là không có thật. Còn có những người mà họ hiểu mình và họ hiểu con người thật của Khanh như thế nào thì họ sẽ ủng hộ. Thì bất kỳ cái ý kiến nào Khanh cũng đón nhận hết, và Khanh cho rằng đó đều là sự quan tâm của mọi người dành cho Khanh cũng như là Nam Em. Thì thực ra Khanh đã từng chia sẻ là Khanh không phải là người thích lầm lố, bản thân Khanh không phải là người thích lầm lố, bởi vì Khanh không thích chơi nổi. Và tất cả những gì mọi người nhìn nhận, mọi người thấy ở trên sân khấu, đó là những cái tương tác, những cảm xúc rất tự nhiên, rất thật. Khanh không cố tình diễn để Khanh được nổi tiếng. Và nói như vậy là mọi người phải hiểu, khi mình hát một bài hát cảm xúc thì mình phải thăng hoa cùng với người ca sĩ là người partner với mình. Chứ không thể nào mình hát, có nhiều người khán giả nói là tại sao hát mà quá tình cảm như vậy, khiến cho chúng tôi hiểu lầm là chúng tôi đẩy thuyền, rồi lỡ như sau này không có thật cái bắt đầu sẽ có một vài số ít khán giả quay ngược lại tấn công, tại sao lại không có cái tình cảm thật giống như lúc mà các bạn đang hát. Khanh rất là sợ điều đó, bởi vì mọi người đang nghĩ theo cái hướng nó quá tiêu cực. Đâu thể nào mình bắt hai người hát xong cả nhau là phải giận nhau hay là không nhìn mặt nhau, đúng không? Cái điều đó hoàn toàn không thể. Còn cái chuyện mà Khanh hát chung với Nam Em thật sự rất có cảm xúc, một bài hát rất là thăng hoa như những gì mọi người thấy, thì Khanh thấy điều đó rất là đáng hoan nghênh. Mà còn chuyện tương lai thì Khanh không dám nói trước. Phim đầu tiên Khanh đóng với Nam Em là phim Nhà Không Bán, đó là một bộ phim chiếu rạp dịp Tết vừa rồi. Tuy là bộ phim này Khanh đóng rất là ít, nhưng mà cái mối tình của hai nhân vật này trong phim đã để lại một cái dấu ấn rất là sâu đậm trong lòng của quý vị, dẫn đến việc tạo cho Khanh có thêm một cái mối lương duyên kết hợp với Nam Em trong âm nhạc nữa. Đặc biệt là những show diễn của Khanh cùng với Nam Em thì quý vị khán giả đến rất là đông, không quản ngại là ở Sài Gòn hay là ở những nơi xa hơn. Thì Khanh thấy rằng tình cảm mọi người đang dành cho cặp đôi này nó lớn quá, và càng lớn như vậy thì mình lại càng lo là mình không, mình có làm cái gì đó phật lòng mọi người hay không. Khanh chỉ biết rằng hiện tại thì mình sẽ phải làm được tốt cái nhiệm vụ của mình trên sân khấu, đó là phải hát thật hay. Bạn diễn mình phải luôn trân trọng. Và Khanh đã chia sẻ Khanh không thích lầm lỗi, nghĩa là Khanh không muốn gây ảnh hưởng đến những người bạn diễn của mình. Còn khán giả muốn hiểu theo nhiều hướng nữa theo ý họ thì Khanh không cấm được. Nam Em là một cô gái có giọng hát rất cảm xúc. Bỏ qua hết tất cả về kỹ thuật đi, giống như Khanh thôi, Khanh cũng không phải là một ca sĩ trường lớp. Và cũng giống như chúng ta phải công nhận âm nhạc là cảm xúc. Chỉ cần mình hát chạm được đến trái tim của khán giả thì người ca sĩ đó, người nghệ sĩ đó sẽ thành công. Còn về tính cách của Nam Em ấy, thực tâm thế nào? Dạ, Nam Em, mọi người, Khanh phải công nhận là Nam Em về sức khỏe thì hơi yếu. Những lần mà đi cine tour cùng với Nam Em thì Khanh cảm thấy được Nam Em không có đủ sức khỏe. Mọi người thấy Khanh phải nhiều Nam Em rất nhiều. Tại vì không biết có nói quá không, nhưng mà Khanh cảm nhận nếu như Khanh không nhiều, Khanh sợ Nam Em té. Dạ, thì có thể đó là một cái sự cái mà Nam Em phải chịu, đó chính là không có sức khỏe được như mọi người. Thì cái đó mình hoàn toàn rất thông cảm. Và Khanh lại có cái tính là Khanh rất sợ mọi người bị một cái lỗi gì đó trước mặt người khác. Cho nên là khi mà đứng cạnh Nam Em thì Khanh có xu hướng là sẽ sẵn sàng đỡ nếu như Nam Em cần. Nói chung là mình sẽ sẵn sàng đỡ nếu như Nam Em cần. Bởi vì Khanh cũng biết là sức khỏe của Nam Em không tốt. Ở trong hộp sướng hai người có hay tương tác hay chơi đùa nhau không? Dạ, cũng có, nhưng mà cũng không có nhiều. Vì Nam Em thật ra cũng không có giỡn nhiều đâu nha. Khanh cũng vậy, bình thường ở ngoài Khanh cũng im mà. Rồi khi mà lên sân khấu thì giống như nhờ có âm nhạc làm chất xúc tác gì đó, khiến cho chúng tôi cũng gần gũi hơn. Có bao giờ hai anh em trao đổi nhau về cái chuyện là mình được khán giả đẩy thuyền không? Dạ chưa. Chưa bao giờ bàn á. Tại vì khi mà mình bàn á thì mình
bắt buộc phải nảy ra những cái gì đó tiếp theo để làm cho mọi người vừa lòng, thì đó là điều Khanh không muốn. Khanh muốn tất cả đều phải tự nhiên. Thậm chí những show diễn Khanh với Nam Em mặc đồ tương tự nhau, hoàn toàn là tự nhiên. Không hề có cái chuyện là em ơi hôm nay em mặc gì để anh mặc giống em, hay là em mặc tông màu gì. Không có, không hề bàn trước. Nhưng mà vẫn trùng hợp. Thì Khanh nghĩ là đó là duyên. Dạ. Mẫu bạn gái của Khanh á là như thế nào ha? Và Nam Em có nét nào giống bạn gái không? Thật ra Khanh cũng không phải là cái gì dữ dội lắm mà tự đặt ra cho mình một hình mẫu. Một người mà gắn bó với mình, là một người bạn đời với mình, thì Khanh nghĩ rằng họ phải thật sự hiểu mình. Và trải qua giai đoạn hẹn hò, nếu như hai người thật sự hợp nhau thì đó chính là cái duyên mà ông trời đã xe. Cho nên Khanh không có mẫu bạn gái. Nhưng mà nếu mà được cho phép được cho phép đưa ra hình mẫu thì Khanh thích một cô gái sao ta, một cô gái lanh lẹ. Tại vì nhiều khi Khanh rất là chậm nhịp, cho nên Khanh cần một người có thể giúp Khanh giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống.